Được mùa mất giá, được giá mất mùa. Đó là tình trạng diễn ra ở nhiều vùng sản xuất nông nghiệp, khiến người nông dân nhiều lần lao đao vì không thể tiêu thụ nông sản. Vì vậy, làm gì để người nông dân không chỉ bán được nông sản mà còn phải bán được giá, mang lại lợi nhuận và nâng tầm giá trị sản phẩm? Một trong số những giải pháp căn bản được đưa ra là liên kết theo chuỗi giá trị và kết nối tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, cho đến nay, thực tế ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn vấp phải nhiều khó khăn trong việc triển khai giải pháp này, đặc biệt ở các địa bàn vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Vùng Trung Du miền núi phía Bắc vẫn được đánh giá là khu vực có lợi thế tiềm năng trong phát triển nông lâm sản, nhưng chưa được khai thác một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, đa số đồng bào vẫn còn giữ tập quán sản xuất manh mún nhỏ lẻ, thiếu nguồn lực cho công nghệ và kỹ thuật mới. Chính vì vậy, việc hình thành các tổ sản xuất, hợp tác xã nhằm xây dựng chuỗi giá trị, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để nâng cao thu nhập cho bà con là giải pháp được nhiều địa phương thực hiện khá thành công trong thời gian qua. Gần 10 năm nay, người dân ở xã Tả Văn Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã liên kết với doanh nghiệp để trồng cây dược liệu cát cánh. Từ những hạt giống ban đầu, đến nay, vùng trồng cát cánh đã mở rộng thành hàng chục hecta đạt chuẩn quốc tế GACP, WHO. Nhờ đó, các hộ dân đã có thu nhập ổn định và cao hơn nhiều lần so với trồng ngô trên đất nương đồi. Việc ký kết với các doanh nghiệp buộc các hộ dân phải bỏ nhiều công chăm sóc hơn, nhưng đổi lại sản phẩm được thu mua tại nương với giá cam kết ổn định cho bà con. Nhờ vậy, nửa hecta đất trồng ngô trước chỉ cho thu nhập khoảng 20 triệu, thì nay cho thu nhập lên đến 70 triệu đồng, trừ toàn bộ chi phí về giống, phân bón và công lao động. Cũng vất vả nhưng mà cũng không mệt, nhưng mà chỉ mất nhiều công. Cánh này có cán bộ xã chỉ bảo là có người mua đến tại nhà rồi, không sợ. Cứ thu mua thì dân cũng muốn trồng thêm và cũng muốn làm dần lâu dài. Trong năm 2023, riêng xã Tả Văn Chư sẽ trồng tổng cộng 80 hecta cát cánh trong tổng diện tích cây dược liệu của huyện Bắc Hà là 258 hecta. Trong đó, nhiều diện tích dược liệu được liên kết với các đơn vị thu mua, bao tiêu đầu ra. Huyện Bắc Hà đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cũng như Ủy ban dân các xã là sẽ thực hiện thành từng vùng. Ví dụ như là ở xã Tả Văn Chư này thì nó có 4 cái vùng như thế này, là trồng dược liệu đương quy riêng, cát cánh riêng. Là huyện miền núi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Sơn La, huyện Mai Sơn có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Những năm gần đây, ngoài mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng năng suất cao, thì việc xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất cũng được chính quyền rất quan tâm khuyến khích. Trong các năm qua, huyện Mai Sơn xác định cái vấn đề liên kết trong sản xuất, mà đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, là cái chìa khóa của cái sự thành công và xây dựng cái nền nông nghiệp hiện đại và bền vững. Để triển khai hỗ trợ các cái chuỗi liên kết trên địa bàn, thì trong thời gian vừa qua, huyện Mai Sơn cũng đã triển khai thực hiện các cái chính sách của Trung ương, của tỉnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các hộ dân thông qua các cái chính sách của nhà nước, đặc biệt là cái vấn đề mà thực hiện cái chủ trương thành lập các hợp tác xã tại các bản, quy tụ các người dân lại để sản xuất theo một cái quy trình, tạo ra cái khối lượng sản phẩm lớn, cùng với đó là có các cái hợp đồng liên kết ổn định, bền vững với các doanh nghiệp tham gia các cái chuỗi liên kết, thì người dân được hưởng rất là lợi, rất là nhiều từ cái việc hỗ trợ trong quá trình sản xuất, và đặc biệt đấy là cái vấn đề bao tiêu sản phẩm cho người dân. Đây là cái chìa khóa cho cái sản xuất nông nghiệp bền vững và hiện đại. Thì thông qua các cái chuỗi liên kết thì doanh nghiệp tạo ra được các cái vùng nguyên liệu ổn định để phục vụ cho việc xuất khẩu và chế biến. Ở Mai Sơn, cây mía là một trong những cây trồng đầu tiên đến với người nông dân theo hình thức liên kết sản xuất. Từ những ngày đầu, công ty cổ phần mía đường Sơn La đã phối hợp cùng chính quyền địa phương đến từng nhà, từng bản làng, vận động bà con tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất. Đến nay, tổng diện tích mía được trồng trên toàn huyện khoảng hơn 5.500 hectare. Riêng đầu năm 2023, có khoảng hơn 1.000 hectare là trồng mới. Để giúp bà con yên tâm sản xuất, công ty cổ phần mía đường Sơn La luôn có những chính sách hỗ trợ bà con từ cây giống, phân bón, kỹ thuật chăm sóc, cũng như quá trình làm đất.
hàng năm công ty đầu tư bình quân trên một vụ là khoảng 150 tỷ đồng. Và tạm ứng tiền bán mía cho bà con là 70 tỷ đồng một vụ. Hỗ trợ cho bà con trồng mía là 30 tỷ đồng một vụ. Thời gian cuối vụ thì công ty có một số cái chính sách hỗ trợ cho người trồng mía giai đoạn cuối vụ ép nhằm chia sẻ khó khăn và giúp cho bà con nông dân an tâm thu hoạch mía, như là tăng cái giá thu mua mía, hỗ trợ cái chi phí thu hoạch và cái công tác vận chuyển mía. Song song với đó thì công ty cũng còn tích cực đồng hành với các địa phương vùng mía trong xây dựng nông thôn mới. Cụ thể là vận động người trồng mía áp dụng cơ giới hóa khâu làm đất, thành lập tổ đổi công để tiết kiệm cái chi phí thuê nhân công, giảm giá thành sản xuất, tạo ra cái thu nhập tăng thêm cho nông dân trồng mía, tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, phổ biến kiến thức khoa học để nông dân nắm bắt, tăng năng suất, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Hàng ngày bọn tôi đi thì đi thăm cánh đồng thì bà con, ví dụ như khu vực nào có bệnh thì chuẩn bị thuốc cho bà con thì bà con phun. Đấy, đến khi thu hoạch, đến mùa thu hoạch thì bà con chỉ việc thu hoạch thôi. Thậm chí có những nhà, ví dụ như là diện tích nhiều, cần vay vốn 50 đến 100 triệu thì công ty sẵn sàng cho vay để ứng trước cho bà con, để bà con đến vụ chỉ việc giả cái số tiền đấy, mà lãi suất thì còn không bằng ngân hàng. Có thể thấy sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị liên kết là hướng đi bền vững, giúp nâng cao giá trị nông sản, khắc phục được các yếu kém trong sản xuất nông nghiệp tại các địa bàn miền núi như diện tích nhỏ lẻ, manh mún, tư duy sản xuất lạc hậu, khó ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại. Tuy nhiên, các mô hình điển hình như tại Lào Cai, Sơn La chưa nhiều. Mặc dù đã có tới 56 địa phương trên cả nước ban hành chính sách khuyến khích liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hình thành hơn 4.000 hợp tác xã nông nghiệp tham gia liên kết với hơn 1.800 doanh nghiệp trong sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Thế nhưng, đa phần các địa phương, đặc biệt là các tỉnh, vùng núi phía Bắc, vẫn còn gặp vướng mắc trong vấn đề này. Nếu mà nói về chính sách cho cái vùng trung du miền núi khó khăn ấy, thì tôi có thể khẳng định là Việt Nam chúng ta quá nhiều chính sách và quá nhiều đầu mối để mà hỗ trợ cho bà con, để mà khuyến khích bà con. Thế thì từ cái chỗ là quá nhiều đầu mối thì hiệu quả không cao. Một cái thứ nữa ấy là gì? Là đầu tư theo cái hướng là cho người ta cái cần câu, chứ không phải là cho con cá. Ở đây tôi muốn nói là tạo điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng nó thuận lợi, chẳng hạn như là hiện nay là đường giao thông đến xã, đúng không ạ? Thì bây giờ phải đến cái vùng nguyên liệu, tôi không nói đến thôn, cũng không được đầu tư dàn trải. Vùng nào thấy có khả năng, có đất đai, có điều kiện trở thành vùng nguyên liệu, mình phải đầu tư mạnh. Còn những vùng khác để giai đoạn sau. Bên cạnh sự hỗ trợ của chính sách, sự tham gia của các doanh nghiệp vào quá trình hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản cũng là một trong các yếu tố quyết định sự thành công. Tuy nhiên, tại những địa bàn còn nhiều khó khăn trong điều kiện địa lý, cơ sở hạ tầng, mặt bằng tri thức, việc đầu tư vào các sản phẩm nông nghiệp còn nhiều rủi ro. Hiện nay mới chỉ có khoảng 8% doanh nghiệp lớn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, còn lại 92% doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Cái khó khăn nhất hiện nay là ít doanh nghiệp người ta dám đầu tư vào một cái vùng gọi là khó khăn như là chúng ta vừa trao đổi. Đó là địa lý, cách trở giao thông không thuận tiện, thế và sản xuất ở đó thì lại thường là giá thành rất là cao. Ngoài ra thì cũng còn rất là nhiều khó khăn nữa, chẳng hạn như là cái trình độ canh tác đấy, rồi là trình độ về cái tiếp thu hay là áp dụng các cái công nghệ cao cũng như là các cái cơ giới hóa. Thứ hai nữa, phải có một cái chính sách doanh nghiệp miền núi. Thế thì tôi cho rằng là cái này có rồi, nhưng có lẽ nó chưa đủ mạnh, chưa đủ hấp dẫn, cho nên vẫn ít doanh nghiệp là người ta là lao vào. Quan điểm phát triển nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập đã được thống nhất tại Đại hội 13 của Đảng, đó là gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, sản xuất với bảo quản, chế biến, tiêu thụ, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản trong các chuỗi giá trị. Như vậy, muốn sản xuất nông nghiệp bền vững, đưa nông nghiệp đi lên cùng tiến trình hội nhập, đặc biệt là nông nghiệp miền núi, thì việc liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ có ý nghĩa vô cùng to lớn.
Do đó, bên cạnh các chính sách mở đường của Đảng, Nhà nước đối với liên kết giữa người nông dân và doanh nghiệp là rất quan trọng. Vì vậy, làm sao để hài hòa lợi ích các bên tham gia khi thiết lập liên kết mới có thể hình thành chuỗi sản xuất tiêu thụ một cách bền vững, lâu dài.